Chào các bạn, welcome các bạn đến cái kênh Hồng Anh DIY của mình. Thì video này mình muốn nói cái phương châm hoạt động của kênh, mà phương châm hoạt động của kênh của mình là về DIY, là do it yourself. Thì các bạn cũng biết á, là hiện tại á, là thời kỳ 4.0 ha, thì cái DIY á, nó phải khác, rất là khác so với cách đây 10 năm, 15 năm các bạn. Thì cái người DIY thông thường á, lúc trước á, thì họ biết cơ khí điện, thì bây giờ mình cũng phải có thêm một chút xíu về lập trình hoặc là điều khiển tự động ha, các bạn, để mà mình làm được những cái project cho mình. Thì các bạn biết không, thì cái DIY này của mình á, mình lấy cái tiêu đề là xe đạp trợ lực. Thì cái lý do mình lấy xe đạp trợ lực á, là vấn đề khí thải từ ống nhà kính bây giờ nó rất là lớn, và mình khi mà mình đi xe xe đạp á, thì mình rèn được cái sức khỏe. Thứ hai nữa là mình giảm được cái khí thải nhà kính ha các bạn, và mình cũng không có cần phải dùng xăng dầu, và cái chi phí nó giảm. Thì xung quanh cái xe đạp trợ lực thì các bạn cũng biết mình làm tới 80 mấy cái video rồi, và mình xoay quanh cái cách lắp ráp xe đạp này, rồi cái cách lên xe đạp trợ lực các kiểu các bạn ha, rồi sau đó mình đóng cái cục pin cho chính cái xe đạp trợ lực của mình, và mình đi rất là sâu về vấn đề lý thuyết và cũng như là thực hành cho cái vấn đề đóng pin. Thì cái phần thứ ba của mình á, thì mình sẽ phát triển theo cái hướng là 4.0, thì lập trình để mình lập trình những cái dự án nhỏ, ví dụ như những cái dự án các bạn có thể coi ở đây mà mình làm những cái máy hàng xe nguyên tự động rồi các bạn. Thì mình đã giới thiệu với các bạn ha. Thì như các bạn cũng thấy là ở đây thì mình đã dùng một cái con Arduino để mình làm một cái bộ điều khiển để cho cái máy hàng xe nó hoạt động như thế nào. Các bạn có thể thấy ở đây là cái máy hàng xe mà mình chỉ hướng dẫn khá là chi tiết. Thì tiếp tục mình hướng tới thì mình sẽ chia sẻ luôn các bạn những cái phương pháp mà làm những cái bộ điều khiển từ xa. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình dùng tắt của ta để mình điều khiển những cái công tắc quan trọng của nhà mình, ví dụ như là đèn với lại đèn cổng và cái chuông. Thì tới 8 giờ chuông nó sẽ tự tắt, và sáng hôm sau 6 giờ nó sẽ tự mở, và đèn cổng thì khoảng 7 giờ nó mở và 5 giờ rưỡi sáng là nó tự tắt nha các bạn. Thì đó là những cái phương pháp điều khiển mà mình sẽ hướng dẫn bằng tắt của ta cho các bạn. Các bạn ha, mình giới thiệu với các bạn là cái điều khiển từ xa đầu tiên cho các bạn. Mà mình ở đây là một cái gọi hệ thống điều khiển, đây là PLC, và đây là một cái màn hình điều khiển tại chỗ. Thì các bạn thấy là cái giá trị ở đây nó đang nhảy, thì nó đếm cái gì thì mình nói sao cái bộ này. Thì trong đây mình có ba cái bơm, mình xuống cho các bạn coi. Thì ba cái bơm này mỗi lần kích hoạt là nó chạy bao nhiêu đó giây, ví dụ như bây giờ mình kích hoạt bơm một các bạn đó, thì nó sẽ chạy 15 giây. Để trên cái điều khiển từ xa mình có thể điều khiển từ xa được nó cho các bạn đây. Thì các bạn coi nó chạy nó giống như kia, kia đếm tới 6, đây cũng đếm tới xuống từ từ các bạn đó. Đây rồi, vậy không, đây vậy không, đây cũng vậy không các bạn ha. Rồi bây giờ cái điều khiển từ xa mình cũng hướng cho các bạn coi là mình có thể làm những cái gì ha. Thì bây giờ ví dụ như giờ hiện giờ mình đang xét cái bơm thứ nhất đó là bơm 15 giây, bây giờ mình cho nó 12 giây thôi đó, mình bấm ok. Thì ở đây nó chuyển thành 12 giây, và trên màn hình nó cũng chuyển thành 12 giây nha các bạn. Đây đó, nói 15 giờ 12 ha, đây 15 giờ thành 12, đây các bạn coi đây 12 giây cho các bạn bằng những cái giá trị xét rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ bật bơm phía bên lại đó. Thì mình bấm số 1 cho nó bơm chạy đó. Thì cái bơm là mình làm giống như cây đàn các bạn ha. Thì nó ở đây nó go down xuống 7 đó các bạn đó ha, nó go down hết đó. Thì có nghĩa là mình điều khiển từ xa, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì cái này nó gọi là điều khiển từ xa bằng dot rồi. Để cái kênh mình tiếp tục phát triển thì đối với vấn đề là xe đạp các bạn, mình không phải là kinh doanh, nhưng mà mình vẫn nhận những cái dự án mà lên xe đạp rồi là cho các bạn tất cả các kiểu để chơi các bạn, không phải là gì kinh doanh. Mà mình sẽ giờ có những cái xe đạp của các bạn mình làm cho các bạn, thì mình sẽ quay phim lại và mình lại chia sẻ cho những người khác để mà mình có cái tư liệu mình làm và mình chia sẻ các bạn ha. Rồi mình cũng kêu gọi là các bạn nếu mà có những cái thiết bị điều khiển gì đó mà các bạn không biết, các bạn có thể đưa và mình nghiên cứu và mình review cho các bạn. Các bạn rồi nếu mà các bạn thấy cái kênh mà của mình hữu ích cho các bạn và cần thiết, thì các bạn nên subscribe kênh để mà không có bỏ lỡ những cái video mà mình tiếp tục ra. Thì mình ra video thì một tuần từ 3 đến 2 đến 3, hoặc là có khi 4 video một tuần các bạn. Rồi mình xin cảm ơn và mình xin hết rồi.